Giá xăng dầu đã có 7 lần giảm liên tục trong 2 tháng gần đây, nhưng mỗi lần chỉ giảm khoảng vài chục đồng một lít, nên giá xăng dầu ở Việt Nam hiện vẫn cao hơn ở Mỹ khoảng 4.000 đồng một lít, trong khi thu nhập bình quân đầu người ở Mỹ cao hơn Việt Nam đến 30 lần. Giáo sư Đặng Đình Đào, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế soi chiếu giá xăng trong nước với diễn biến giá thế giới trên tờ Người Lao Động.